nha. Hai cái mạch này đều cho ra một trạng huyết áp khác giống nhau, nhưng mà gì, nó đều dạng một pha một nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ cùng một cái dạng đấy, nhưng mà nguyên lý hoạt động của nó là khác nhau, đúng nhỉ? Và đây là chú ý là cái chỉnh lưu iốt một pha hình tia này, biến áp có điểm giữa này, nó yêu cầu phải có biến áp, và ông chỉnh lưu cầu này là gì, nó không cần yêu cầu có biến áp, đúng nhỉ? Mà có biến áp thì chắc chắn là phải cùng tình hơn rồi, cho nên là cái chỉnh lưu hình cầu này nó được áp dụng nhiều hơn, nó được sử dụng nhiều hơn là cái chỉnh lưu tia. Tuy nhiên là chúng ta thấy là nói thế thôi, nhưng mà ở những cái mức công suất thấp ấy, ở mức công suất thấp thì chỉnh lưu tia nó có, chỉ nói ở những cái ứng dụng mà điện áp cao ấy, dòng dòng lớn, điện áp cao dòng lớn thì cái chỉnh lưu cầu nó có ưu điểm. Còn nếu mà ở những cái ứng dụng mà dòng điện nhỏ, dòng điện nó lớn, điện áp nó thấp thì chỉnh lưu tia nó có ưu điểm hơn. Nói về mặt mặt ứng dụng ấy, chúng ta lưu ý rằng là tùy từng trường hợp mà chúng ta là người kỹ sư, cho nên chúng ta phải có cái nhìn để chúng ta lựa chọn mỗi một cái thiết kế, chúng ta phải tìm một cái mạch nó phù hợp. Mặc dù là cái mạch này nó có thể thay mạch A, nó có thể thay thế cho mạch B, nó cũng ra một cái nguyên lý hoạt động như thế, nhưng mà mỗi cái mạch nó có một cái vùng hoạt động, vùng ứng dụng khác nhau. Nếu mà ông không biết thì ông sẽ thiết kế cái mạch của ông cồng kềnh, tốn tiền tốn kém, và lúc đó là ông là sẽ là thất bại trong việc thiết kế. Thiết kế không phải là chỉ thiết kế đúng hay không, mà nó còn mang chỉ tiêu về kinh tế nữa. Kinh tế, kỹ thuật nó là một phần vấn đề, nó còn kinh tế nữa. Ông thiết kế mạch mà kinh tế nó không đảm bảo là ông đưa ra thị trường là ông không bán được, lúc ông thất bại. Nên là lưu ý, chúng ta phải hiểu được là khi nào chúng ta sử dụng mạch này, khi nào chúng ta sử dụng mạch này. Và đôi khi mà nếu mà chúng ta không biết mà chúng ta áp dụng những cái mạch ví dụ chỉnh nhu cầu vào cái vấn đề dòng lớn áp nhỏ chẳng hạn, là lúc đấy là khi mà cái thiết bị nó hoạt động ở vùng dòng điện lớn thì lập tức là nó sẽ xảy ra những cái sai lệch cho thiết bị. Nên chúng ta thiết kế, chúng ta đứng trên quan điểm của người thiết kế là chúng ta phải đứng về hai mặt. Thứ nhất là kỹ thuật ông phải đúng. Cái thứ hai nữa là về kinh tế ông phải rẻ. Ông phải rẻ tiền, ông phải đảm bảo sao cái sản phẩm ông thiết kế ra nó phải đảm bảo nó phải rẻ. Đấy, cái quan trọng về Trung Quốc nó thắng cả thế giới là sao? Sản phẩm nó rẻ. Nó rẻ, không cần thiết là, ví dụ ô tô điện nó sản xuất có 100 200 triệu một cái ô tô là được, không cần hãm sạc cái gì cả, tôi cứ lắp biến tần động cơ rồi tôi cứ lắp ắc quy vào, thế là tôi chạy đủ các thông, đủ các điều kiện về điều khiển rẽ trái rẽ phải, kẹo trái phanh hãm các thứ, ok. Còn phần tiết kiệm năng lượng, cái phần tốn tiền nhất ở trong 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 ô tô điện không quan tâm. Nó rẻ nhất thì sao, 300 triệu một cái, 200 triệu một cái, còn mấy ông Nhật, mấy ông Mỹ cứ phải thế lọ thế kia. Tức là tôi mang ô tô điện đến cho người nghèo. Hồi trước những cái thời kỳ năm 95 97, xe của Trung Quốc tràn ngập xe máy của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, 10 năm 17 10 triệu 9 triệu một cái, trong khi mấy ông Honda toàn hai mấy triệu một cái. Chính vì có xe của Trung Quốc vào cho nên là Việt Nam xe nó mới giảm hạ giá như thế, chứ không có Trung Quốc thì làm sao mà chúng ta có những cái xe Honda chịu giảm giá. Nên chúng ta chửi Trung Quốc, chúng ta ghét Trung Quốc, nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là có Trung Quốc thì chúng ta mới có đồ mà dùng, còn không có ông Trung Quốc thì chúng ta cũng chết. Nên chúng ta lưu ý, tất cả người ta thiết kế ra để làm sao để cạnh tranh với nhau. Chúng ta là người tiêu dùng, chúng ta có nhiều hãng nó sản xuất để cạnh tranh, chúng ta có nhiều phương án lựa chọn, thì tức khắc tất cả các thứ nó sẽ giảm xuống. Bây giờ có một thằng độc quyền Honda trước tổng độc quyền xe máy, thích giá bao nhiêu, thích hét giá trên trời, hét giá trên mây, cứ thế nó hét thôi. Còn bây giờ Trung Quốc có tràn vào 9 triệu cái, 7 triệu cái, thì tự khắc ông Honda phải giảm giá, hay không cả cả vùng quê nó đi xe 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 tàu hết, mà nói thế thôi, xe tàu đi thì cũng nguy hiểm.
bao nhiêu cái tai nạn cái thời kỳ đấy cũng là do mấy ông xe tàu gây ra, đi đi xe run cầm cập, các em cái thời kỳ đấy các em chắc là không, còn chưa sinh ra, hai không hai mấy nhỉ, hai 2000 cái thời mới bắt đầu sinh ra rồi. Tức là đấy chúng ta thấy là những người kỹ sư người ta, tôi không cần quan tâm là chất lượng với cái gì cả, tôi cần là nó chạy được và tôi cần bán giá rẻ thì tôi phải thiết kế như nào là rẻ nhất, đảm bảo những cái tính năng cơ bản nhất là tôi đấy. Quan điểm của Trung Quốc cũng làm như thế, không cần phải cao xa rồi, rồi tiết kiệm năng lượng siêu tụ rồi hay DC hai chiều rồi đu thứ bà dùng trên đời vào cuối cùng cũng chạy đi tôi thôi. Ông chạy được 500 km/h, à 500 km thì ông nạp nạp pin đúng không, tôi chạy thì 200 km tôi nạp pin cuối cùng tôi vẫn chạy được là được đúng không. Đấy là cái quan điểm sản xuất và cái quan điểm mà người ta thiết kế, là người ta đứng trên cái vấn đề là cái phân khúc thị trường người ta lựa chọn là ở ở vị trí nào. Cho chúng ta mai chúng ta đi làm người thiết kế chúng ta thế thôi, chúng ta học chúng ta có kiến thức và chúng ta có nhiều phương án để chúng ta lựa chọn thiết kế cho những cái máy móc, cho những cái mà cái sản phẩm chúng ta định tung ra thị trường đấy, nó là như thế thôi. Tức là tất cả nó đều kỹ thuật nó như thế, nhưng mà do kỹ sư chúng ta thiết kế mỗi cái mạch nó có một ưu điểm và có một nhược điểm, mạch đắt mạch mạch rẻ mạch như thế nào đấy chúng ta phải là người lựa chọn và tư vấn cho người kinh doanh, người sản xuất người ta lựa chọn là đấy. Ví dụ là giám đốc người ta quyết định là mày phải sản xuất cái xe rẻ thôi để cho những cái ông nông dân hay là những người ở vùng quê người ta chạy, không cần đánh vào thị trường những cái dòng cao cấp thì cứ cho vùng vùng cái chi phí nó thấp, là cái mức sinh hoạt người ta thấp, người ta có khả năng người ta tiếp cận được xe máy xe ô tô, phải tìm làm sao cách tốt nhất để giảm giá thành đúng không. Lúc đấy người ta không quan tâm, cứ có ô tô chạy được, tôi cứ có ô tô chạy là tôi ok rồi, còn tôi không cần biết là ông ở trong đấy tiết kiệm nhiên liệu hay là cái khỉ mẹ gì, tôi cứ có ô tô tôi chạy được, ô tô tôi đẹp, còn bên trong là ông làm cái gì kệ ông đúng không. Đấy là cái quan điểm của những người, người ta tìm những cái phân khúc thị trường để cho chúng ta có thể có ô tô mà chạy. Đấy là như thế, nên chúng ta lưu ý rằng là chúng ta học kỹ thuật và chúng ta có nhiều cái phương án lựa chọn và chúng ta phải học được những cái phương án đấy. Thì ở đây là một cái điển hình là cái chỉnh lưu điếu của chúng ta là có hai cái mạch này cùng ra một dạng điện áp, tôi nhắc lại là cùng ra một cái dạng điện áp nhưng cấu trúc mạch nó khác nhau. Đây chỉnh lưu hình tia một pha, đây là chỉnh lưu hình cầu một pha, cùng ra một dạng điện áp nhưng mà cấu trúc mạch khác nhau và nguyên lý hoạt động nó khác nhau. Và chúng ta hãy nhìn cái nguyên lý hoạt động của phân tích cái nguyên lý hoạt động của cái chỉnh lưu hình tia một pha này trước đúng không. Tất nhiên là tôi nhắc lại là cái sang cái chỉnh lưu nhiều diode ấy, nhiều chi to, nhiều diode hoặc nhiều chi to ấy, thì chúng ta phải phân tích dựa theo cái quy luật mắc chung anode và mắc chung cathode, nó có hai cái luật chính ấy. Nếu mà một nhóm mà có mắc chung cathode thì anode nào dương nhất thì diode đấu với anode đó sẽ dẫn, còn nếu mà đấu chung anode thì cái diode nào đấu với cathode âm nhất thì cái diode nó đó nó sẽ dẫn. Đấy là cái việc chứng minh nó thì các em có thể chứng minh rất là dễ dàng thôi đúng không? Chứng minh rất là dễ dàng bằng bằng cách giả sử ngược lại đúng nhỉ, giả sử ngược lại chúng ta thấy là phải, thì tôi sẽ chứng minh cho các em đấy, là chúng ta giả sử thôi, nếu mà cái diode đối với anode dương nhất mà nó không dẫn thì tự khắc là gì, là cái những cái diode còn lại nó sẽ bị phân cực ngược và nó cũng không dẫn được thì cái diode kia tự khắc nó sẽ dẫn. Chúng ta vẽ mạch các chúng ta sẽ một tí cho chúng ta sẽ hiểu. Thì ở đây chúng ta mới thấy là gì, ở đây là cái biến áp của chúng ta, biến áp có điểm giữa tức là U21 và U22 bằng nhau và luôn ngược pha nhau. Đây cái này này chính như diode hình pha một pha kia U21 bằng U2M chia ta U2 ta, có nghĩa là gì, có nghĩa là hai cái điện áp này cùng biên độ cùng tần số nhưng luôn ngược pha nhau. Đây này có dấu trừ đây các em nhỉ, có dấu trừ các em thấy là ở cái diode này, ở hai cái diode này nó đấu chung cathode thì theo luật thì ông nào đấu với anode dương nhất thì ông nó sẽ dẫn. Thì tôi giả sử đây
Đây là U21 của chúng ta đây. Đây cái đường này U21. Đúng chưa? Còn cái đường màu tím này là U22. Đúng chưa? Em nhá. Trong đoạn từ 0 đến pi này, rõ ràng là U21 luôn lớn hơn U22. Ông thấy đúng không? U21 luôn lớn hơn U22, đúng nhỉ? Vậy thì các em nhìn này. U21 này với U22, U21 luôn lớn hơn U22 có nghĩa là gì? Anode của ông D1, anode của ông iốt D1 luôn lớn hơn điện thế anode của ông D2. Cho nên trong khoảng từ 0 đến pi D1 nó dẫn. Đúng nhỉ? Tiếp tục thì các em có thể thấy là gì? Trong cái đoạn từ pi đến 2 pi điện áp U22 lại luôn lớn hơn U21. Đây. Đúng chưa? Vậy thì rõ ràng rằng là gì? Là điện thế của ông U22 lớn ông lớn hơn ông U21 trong cái đoạn từ pi 2 pi, có nghĩa là gì? Alốt điện thế alốt của ông D2 luôn lớn hơn điện thế alốt của ông D1 trong đoạn từ pi đến 2 pi, cho nên trong đoạn đó thì iốt D2 dẫn, đúng nhỉ? Đấy, các em hiểu nguyên lý hoạt động của cái mạch này chưa? Nhớ là cái mạch này cái biến áp nó luôn phải đảm bảo là U21 ngược pha với U22, được chưa? Biến áp có điểm giữa U21 và U22 luôn ngược pha nhau. Và rõ ràng là khi D1 dẫn thì D2 nó không được phép dẫn nữa, đúng nhỉ? Khi D1 dẫn thì có phải điện áp ở trên hai đầu tải nó bằng U21 không? Đây, D1 dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải chính là U21. Còn lúc D1 dẫn thì D2 không được dẫn nữa. Đúng không? Theo không? D2 không được dẫn. Còn khi mà D2 dẫn thì D1 không được dẫn và điện áp lúc đó ở trên hai đầu tải nó lại bằng U22, đúng nhỉ? Vậy là chúng ta thấy là đây điện áp ở trên hai đầu tải đây, đúng nhỉ? Đây. Trong đoạn từ pi đến gì? Từ 0 đến pi D1 dẫn cho điện áp ở trên hai đầu tải của chúng ta bằng U21 đây. Từ pi từ 0 đến pi U21 đây. Đúng nhỉ? Đúng không? Chúng ta lấy được lửa cái đoạn này. Đúng nhỉ? Còn trong đoạn từ pi đến 2 pi D2 dẫn, D2 dẫn thì có phải là điện áp ở trên hai đầu tải bằng U22, U22 trong đoạn từ pi pi 2 pi đoạn này. Đấy bằng đoạn này, đúng nhỉ? Vậy là chúng ta dịch xuống chúng ta lấy được đoạn này. Vậy là chúng ta thấy rằng là gì? Bản chất của cái chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ có biến áp có điểm giữa này là nó lấy được cả hai nửa, đúng chưa? Nửa phần dương này, đúng chưa, và nửa phần âm của cái ông này, nhưng mà bản chất nửa phần âm là nửa phần dương của U22, đúng chưa? Đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ, chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ biến áp có điểm giữa. Tôi nhắc lại, biến áp có điểm giữa, cái mạch này mà không có biến áp thì không chạy được, cho nên các em lưu ý đấy. Mạch này không có biến áp thì chịu nha. Biến áp này nó tạo ra được cái U21 và U22 luôn ngược pha nhau. Được chưa? Và chúng ta thấy là tương tự như thế. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái chỉnh lưu hình tia một pha. Sang đây chúng ta chỉnh lưu hình cầu thì chúng ta thấy là gì? Đây, chỉnh lưu hình cầu đây chúng ta có phân ra làm hai nhóm. Nhóm này mắc chung cathode và nhóm này mắc chung anode. Đúng nhỉ, mắc chung alo. Bây giờ chúng ta xét riêng nha. Trong cái đoạn từ tôi giả sử U2 bằng UAB, U2 bằng UAB nha, U2 bằng UAB thì chúng ta thấy là gì? Trong cái đoạn từ pi đến 2 pi, từ 0 đến pi, đúng nhỉ? U2 dương. Mọi người thấy đúng không nhỉ? Trong đoạn từ 0 đến pi U2 dương, đấy U2 dương đấy, đúng chưa? U2 dương có nghĩa là UAB dương. UAB thì bằng VA trừ VB, đúng nhỉ? Tức là VA lớn hơn VB, đúng nhỉ? Tôi nhắc lại này, trong đoạn từ 0 đến pi U2 dương, đúng nhỉ? Mà U2 thì bằng UAB, đúng nhỉ? UAB mà UAB thì bằng VA trừ đi VB, đúng nhỉ? UAB lớn hơn không, tức là dương đấy, thì VA lớn hơn VB, đúng nhỉ? Nếu mà VA lớn hơn VB thì các em thấy là gì? Xét nhóm đấu chung cathode này, đúng nhỉ? Xét nhóm đấu chung cathode này, đúng nhỉ? Thì điếu nào dẫn? Mọi người, điếu nào dẫn? Ông nào trả lời tôi là nếu mà VA lớn hơn VB thì nhóm đấu chung cathode này điếu nào dẫn? Mọi người, điếu nào dẫn? Không biết điếu nào dẫn à? Trời ơi, VA lớn hơn VB mà đấu chung cathode thì diode nào đấu với anode dương nhất thì diode dẫn, thì đây rõ ràng diode D1 dẫn, đúng không? D1 dẫn rồi nha. Vậy thì dòng nó sẽ đi từ đi D1 về đây.
đúng nhỉ. Về đến đây thì nó sẽ, chúng ta xét đây là đấu trung alốt thì xem là diode đào dẫn, chúng ta mới thấy là gì, VA lớn hơn VB mà nhóm đấu trung alốt thì nhóm đấu trung alốt thì diode đào đấu với cathode có điện thế âm nhất thì diode đào dẫn. Thì ở đây VA lớn hơn VB thì chắc chắn là gì, B nhỏ hơn A rồi, VB nhỏ hơn VA thì VB là âm nhất rồi, đúng nhỉ. Vậy thì diode D2 nó sẽ dẫn, vậy dòng nó sẽ đi từ D1 đi qua tải về về qua B về về nguồn này, đúng nhỉ. Vậy là trong đoạn từ 0 đến pi UAB dương, đúng nhỉ, và D1 D2 dẫn, và lúc D1 D2 dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải nó bằng UAB, mà UAB chính bằng U2, đúng nhỉ. Vậy là trong đoạn từ 0 đến pi UD bằng U2, đây các em nhìn này, trong đoạn từ 0 đến pi, đúng nhỉ, UD bằng UAB chính bằng U2 đây, đúng nhỉ. Đấy, tôi xét được trong đoạn từ 0 pi rồi. Trong đoạn từ pi đến 2 pi nào, UAB âm, đúng rồi, đúng nhỉ, U2 âm thì UAB âm, đúng nhỉ, đúng chưa. Mà UAB âm thì có nghĩa là gì, chính ra tôi phải viết trên bảng, xin lỗi ạ, chúng ta nói tôi nói thì nó hơi khó tưởng tượng, mọi người tập trung một chút. UAB âm, đúng nhỉ, có nghĩa là VA nhỏ hơn VB, đúng nhỉ. Vậy là xét đấu trung cathode thì rõ ràng là VA nhỏ hơn VB, thì ông VB dương nhất ở đoạn này thì rõ ràng là D3 nó sẽ dẫn rồi, đúng nhỉ. D3 nó sẽ dẫn là điện áp ở đây là nó sẽ đi, dòng nó sẽ đi này, nó đi này, đi qua D3 về đến đây. Về đến đây thì tiêu nào dẫn tiếp thì chúng ta mới thấy là gì, ở đây là đấu trung alốt thì ông nào đấu với cathode âm nhất thì diode nó dẫn, thì chúng ta thấy là vì VA nhỏ hơn VB thì chúng ta thấy là VA âm hơn VB, cho nên chúng ta sẽ thấy là lúc đấy D4 nó sẽ dẫn, đúng nhỉ. D4 nó sẽ dẫn, vậy là dòng nó sẽ đi từ từ D3 đi qua tải về gì, về D4 về đây, đúng nhỉ, dòng nó sẽ đi này, đấy, dòng đi này, dòng đi này, đấy, đi này, đấy, 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 nó đi này, được chưa, đúng chưa, vậy đây, đúng chưa. Vậy là dòng nó đi như thế. Và lúc đó các em thấy là gì, lúc đó là điện áp ở trên hai đầu tải đây, điểm đây là B, còn điểm đây là gì, đây là A. Vậy điện áp ở trên hai đầu tải lúc đó là UD bằng UBA, đúng không mọi người. Đây điểm B đây, điểm A đây, đúng nhỉ. Đây D4 dẫn thì A ở đây, còn D3 dẫn thì B ở đây, thì có phải điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng UBA không? UBA này bằng gì, bằng trừ UAB, đúng không nhỉ. Mà UAB bằng U2, vậy thì có phải là UD bằng trừ U2 không, đúng nhỉ. Đúng, UD bằng trừ U2. Tôi nhắc lại này, khi mà D3 dẫn và D4 dẫn như này thì có phải điện áp ở trên đầu tải bằng UBA không? Đây B đây, A đây, đúng nhỉ. Đây điểm đây đối với A, điểm đây đối với B, UBA, đúng nhỉ. Và lúc đó chúng ta thấy là UD bằng UBA và bằng gì, bằng trừ UAB, đúng nhỉ. UBA thì bằng trừ UAB mà, đúng nhỉ, bằng trừ UAB tức là bằng trừ U2, đúng nhỉ. Mà trong đoạn từ 0 đến pi đây, à, chứ từ pi đến 2 pi đây, U2 đây, vậy trừ U2 nó lật ngược lên thôi đây, trừ U2 chính là cái đoạn lật ngược này còn gì nữa, U2 đây, đúng nhỉ. Vậy trừ U2 chính là lật ngược của nó lên đây, đúng chưa. Vậy là chúng ta thấy là gì, nguyên lý hoạt động của cái chỉnh nhu cầu đó là gì, đó là sử dụng hai cái diode để lật ngược phần âm lên, đúng nhỉ, D3 D4 để lật ngược cái phần âm nó lên, à, D3 D4 dẫn lật ngược phần âm lên, đúng không. Còn D1 D2 dẫn để giữ bình phần dương. Chúng ta thấy là rõ ràng, chúng ta thấy là gì, chỉnh như tia một pha biến áp có điểm giữa, cái dạng biến áp cũng một pha hai đường chu kỳ đây, và chỉnh nhu cầu một pha cũng là dạng một pha hai đường chu kỳ đây, đúng nhỉ. Nó dạng giống hệt nhau nhưng mà nguyên lý hoạt động khác nhau. Và lưu ý ở đây, điện áp ngược trên diode nó khác nhau, duy nhất nó khác nhau là điện áp ngược. Điện áp ngược ở trên diode D1, UD1 của cái ông chỉnh như tia ấy, một pha là nó bằng 2 căn 2 U2, để cái điện áp đỉnh điện áp ngược này bằng 2 căn 2 2. Các em có thể chứng minh là UD1 bằng U21 trừ đi UD, và các em nhân ra nó sẽ bằng 2 căn 2 U2. Còn ông này, còn ông chỉnh nhu cầu thì nó chỉ bằng là gì, bằng căn 2 U2 thôi. Đấy, nhớ nha, điện áp ngược cực đại nhưng tia nó là 2 căn 2 U2, còn điện áp ngược đại của diode chỉnh nhu cầu là căn 2 U2. Đấy. Và ở đây các em lưu ý rằng là trong cái phần này tôi sẽ chủ yếu tôi tập trung vào chỉnh nhu cầu này. Nhu cầu này.
cách làm nó tương tự nhau thôi, tức là mỗi cái chỉ yêu cầu chỉ như kia các em làm tương tự nha. Đây. Phương trình điện áp và dòng điện chúng ta có UD bằng U2M sin theta trong đoạn từ 0 đến pi. Còn trong đoạn từ pi đến 2pi là chúng ta nó cũng bằng gì? Bằng trừ U2M sin theta. Chúng ta có thể viết cái phương trình của nó ra. Đúng nhỉ? Ở đây tôi viết trong đoạn từ 0 đến pi thôi. Đúng nhỉ? ID bằng UD chia R bằng U2M R sin theta trong U2 căn 2 R sin theta trong đoạn từ 0 đến pi. Đúng không? Chúng ta xét từ 0 đến pi đâu, tại vì là tại vì trong đoạn từ pi đến pi nó cũng tương tự như thế, chính ra bình thường một pha của chu kỳ tuần hoàn với chu kỳ là từ 0 đến 2 pi, tức là trùng tuần hoàn bằng với tần số của điện áp lưới, nhưng ở đây nó tuần hoàn bằng với bằng có gấp đôi tần số lưới rồi. Điện áp trung bình chúng ta tính ra nó bằng 2 căn 2 pi chia pi, dòng điện trung bình tương tự như thế, điện áp hiệu dụng rất là công nghệ ID công suất tác dụng, tại vì chúng ta tính UDMS IRMS trên đây rồi thì chúng ta dễ dàng tính được, đúng chưa? Hiệu suất của mạch, đúng chưa? Đấy. Tất cả là chúng ta có cái công thức tính ở đây rồi. Đấy, và chúng tôi đã phân tích cái nguyên lý hoạt động của hai mạch và cách mà chúng ta tính toán được giá trị hiệu dụng, giá trị trung bình, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu biến của chúng ta. À, ta đề nghị các em đọc cho tôi cái ví dụ ví dụ một ở đây, và các em có gì thắc mắc các em trao đổi với tôi, là tất cả mọi người đọc ví dụ một và so sánh với những cái công thức mà tôi đưa ra đây. Tôi đã gửi slide cho các em rồi, các em vừa nhìn slide các em vừa đọc cái lời giải tôi xem có chỗ nào thắc mắc không nhá.
mọi người thấy một cái điều rất là thú vị ở đây. Duy nhất cái chỉnh lưu diode một pha, chỉnh lưu diode cầu một pha nó có được, đấy là cái hệ số công suất của nó bằng 1. Nè, duy nhất cái trường hợp này nó có hệ số công suất bằng 1. Và em vẽ ra các em thấy là cái nguồn điện áp đầu vào, điện áp thứ hai là đồng dạng với cái dòng điện đầu vào. Nè, có hai cái dòng điện mà chúng ta lưu ý này. Em trở lại cái mạch của chúng ta. Đây, đây cái dòng điện này là cái dòng điện người ta gọi là dòng điện đầu vào này. Đây này, đây dòng điện khi diode D1, D2 dẫn thì dòng điện đi như này. Đây, đi như này. Đấy, em nhìn thấy không? Đi như này. Và các em lưu ý rằng là cái dòng ở chỗ này nó đi như này là cái dòng này dòng điện đầu thì đầu vào, tức là dòng phía nguồn. Còn cái dòng này này, người ta gọi là dòng phía tải, dòng ID. Phải phân biệt được hai cái dòng đấy thì các em mới hiểu được là công suất mà nguồn nó cung cấp và công suất của tải nó tiêu thụ. Tại vì sao? Tại vì điện áp của chúng ta mà điện áp vô hai cố định rồi thì công suất mà nguồn cung cấp thì nó phụ thuộc vào cái dòng mà nó phát ra. Đấy, chúng ta đi như này. Đấy. D1, D2. Đúng không? Đúng chưa? Và khi mà D3, D4 dẫn, đúng D3, D4 dẫn này nó đi như này. Đây, đi ngược lại đây nhá. Đây, em nhìn chiều của nó nhá. Chiều đi qua tải vẫn thế. D1, D2 dẫn nó đi như này. Nhưng mà khi mà D3, D4 dẫn thì đây nó đi như này, nó đi này, đi, đi ngược lại, đây đi ngược lại đây, thấy chưa? Nhưng mà chiều đi qua dòng tải nó vẫn thế, nó vẫn là dòng đi như thế này, một chiều này. Đấy, cho nên chúng ta phải phân biệt được cho tôi là cái dòng nguồn và cái dòng tải. Đúng nhỉ? Hai cái dòng nó khác nhau. Và ở trong trường hợp này nó là trường hợp đặc biệt. Duy nhất là dòng điện phía nguồn đồng dạng là cùng pha với cái điện áp phía nguồn và hệ số công suất tốt phi bằng 1. Đây, và các em tính ra hệ số công suất tốt phi của nó bằng 1 này. PF bằng P chia S bằng 1. Đúng chưa? Điều như thế. Có ai thắc mắc gì về cái vấn đề này không nhỉ? Có bạn nào thắc mắc gì về cái chỉnh lưu diode một pha hai nửa chu kỳ tại R hay không nhỉ? Tôi phân cho một bạn là về cái này. Chỉnh lưu diode một pha hai nửa chu kỳ cầu tải R, lưu ý ở đây là tải R nhá. R rồi, ok. Tại vì bài dễ cho nên chỉ có một bạn nào thôi tải phần trở R rồi. Và tương tự như thế, chúng ta cũng có cái chỉnh lưu diode, chỉnh lưu đi to một pha hai nửa chu kỳ. Và chỉnh lưu to hai nửa chu kỳ ở đây chúng ta cũng có hai cái, một cái chỉnh lưu to một pha hình tia và chỉnh lưu to một pha hình cầu. Ở đây tôi chỉ phân tích cái chỉnh lưu khi to một pha hình cầu thôi, còn hình kia các em tự ấy nhỉ, tự phân tích. Nó cũng tương tự đấy, nó cũng dễ mà. Đúng nhỉ, nó không có gì khó khăn cả. Một khi mà chúng ta đã hiểu diode rồi thì diode đó là trường hợp riêng của khi to với góc mở alpha bằng 0. Đúng nhỉ? Và đây lưu ý là tôi phân tích cái chỉnh lưu cầu này thì chi to to T1 và chi to T2 cũng phải được mở đồng thời, tức là nó phải cùng góc mở alpha. Cho nên ấy, đôi khi cái đây là người ta gọi là mạch chỉnh lưu điều khiển hoàn toàn, tức là bốn con